Thần Minh Lôi Đài kết thúc. Ta ước ba nguyện vọng. Thứ nhất, sẽ tất cả vì nước chinh chiến thần minh toàn bộ xóa bỏ. Thứ hai, phục sinh Sakura. Cũng như chúng thần Sơn Tây Thiên trừ hoa hạ ngoại tất cả nhân dân. Thứ ba, nhường Diệp Linh Thiên vĩnh viễn lưu tại địa phủ làm quỷ. Khi Adam ba cái nguyện vọng này nói ra khi tất cả hoa hạ oan hồn toàn bộ bại lộ. Ngươi nói cái gì? Ta nói còn chưa đủ rõ ràng. Ta muốn sáng tạo một cái không có thần, không có người hoa hạ thế giới. Cùng với lôi đài phát ra quang mang, vô số người Sakura, người Thiên Trúc, người phương Tây phục sinh. Ở hoa hạ các nơi thành thị triệt để cưu chiến thức sao? Tất cả mọi người nghe cho kỹ. Ta là nhân tộc, Adam về sau mảnh đất này sẽ không còn có người hoa hạ. Các ngươi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta. Tổ tông thật sự là anh minh thần vật. Người hoa hạ khẳng định đức chết. Thằng đến cuối cùng vì chúng ta làm áo cưới. Quá khứ ta tại sao lại là Adam? Đáng lẽ là chuyển thế đi. Trầm cũng không rõ ràng. Thế nhưng hắn làm như vậy lý do là gì? Là bởi vì hắn thống hận thần minh. Kỳ thật sớm tại thần thoại thời đại, thần minh lôi đài đã sớm ra đời. Adam chính là ở thời kỳ đó cùng thần kết thù. Về phần không phục sinh người hoa hạ, ta nghĩ là bởi vì hắn biết người hoa hạ nhất định sẽ phản đối hắn hủy diệt thần minh. Ngươi không phải muốn thủ hộ hoa hạ sao? Ta thủ hộ chính là mảnh đất này, mà không phải người. Như ngươi thấy, ta không quan tâm nhân loại, ta chỉ cần nghe lời chó. Adam cử chỉ này chính là nói cho mọi người, phản đối hắn chỉ có tử lộ một cái rất tốt. Cái này tính là gì thắng lợi? Ngươi nói cái gì? Đây là vô sỉ trộm cắp. Quốc gia của ta là chúng thần Sơn, không phải hóa hạ. Ta không tiếp nhận loại thắng lợi này. Cai xa ngươi. Ta không có giúp ngươi nói chuyện. Ai cũng biết người thắng là hóa hạ. Các ngươi chỉ là đang tự lừa mình dối người. Liền kết quả mà nói, chúng ta xác thực thắng. Kẻ trộm chính là kẻ trộm. Ta vốn là vì nước hiến thân liệt sĩ. Hiện nay ngươi lại để cho ta sống giống như một tên trộm. Ngươi đem kiêu ngạo của ta coi là cái gì? Không tiếp nhận. Vậy thì chết đi. Ta còn sợ chết sao? Diệp Linh Thiên nghe đây. Hắn không xứng làm nhân chủ. Nếu như ngươi vẫn là nam nhân, liền mang theo nhân dân của ngươi lần nữa đoạt lại thuộc về mình lãnh thổ. Ta sẽ làm, Cai Sa. Ngươi là ta nhất nhận đồng đối thủ. Sự tình đến hôm nay, kế hoạch của ta thiên y vô phùng. Các ngươi không có lật bàn hy vọng. Ngươi thật cho rằng ta đối với ngươi không có bất kỳ phòng bị sao? Chiến trống thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, tựa như một nhánh hạo hãn đại quân binh lâm thành hạ. Báo cho Adam, thắng bại hiện tại mới muốn bắt đầu. Lúc này trên bầu trời xé rách một đạo khe nứt. Vô số chiến hạm từ hư không bên trong chạy tới. Kẻ xâm lược nhóm sợ tới mức bảo đầu thử. Mảnh đất này, từng vong hồn trở về. Danh chính ngươi vậy mà chuẩn bị loại chiến lược này. Từ tương lai đánh tới. Mảnh đất này các ngươi có tư cách cư trụ sao? Một cái không lưu. Khai chiến. Ta sai rồi, đừng diệt ta. Chúng ta không ở lại hoa hạ, lập tức đi. Không có người có thể sống rời đi. Danh chính, ngươi muốn hủy thế giới này sao? So với để cho ngoại tộc chiếm lĩnh, không bằng từ chấm tự tay hủy Hàm Dương tinh hệ. Còn có áp phòng cung của chấm, bao phủ 10 ức dặm, có thể ở ngàn ức người. Chúng ta còn sợ không có địa phương ở hay sao? Làm sao có thể để Adam nói chuyện? Ta mưu đồ một năm, rốt cục có thể làm Nam Tinh chi chủ, làm sao có thể tùy ý ngươi hủy? Ngươi cho rằng ta không thể gọi người sao? Để cho các người hòa hạ lão tổ tông tự giết lẫn nhau đi.
lấy nhân tổ danh nghĩa, triệu hoán hoa hạ anh linh. Cái này sao có thể? Để cho ta tới dạy ngươi làm sao triệu hoán lão tổ tông nhóm. Hoa hạ hậu bối Diệp Linh Thiên Cung hầu đã lâu,